xin được trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị khán thính giả bài thơ Cảm ơn người đốt lò lịch sử của tác giả Trần Ngọc Huân, được kính gửi tới toàn thể quý vị qua giọng đọc của nghệ sĩ Phạm Tuyền. Xin được trân trọng kính mời. Đất nước 4.000 năm lịch sử, thời vua Hùng dựng nước tới nay. Thăng trầm dậu lắm đổi thay, ta người nước Việt dựng xây vững bền. Đảng Cộng sản 13 đại hội, Bác Hồ đã dẫn lối chỉ đường. Bác Trọng như một vầng dương, nhóm lò đốt hết những phường gian manh. Lời hiệu triệu toàn dân hưởng ứng, cùng cụ Tổng ta hãy đứng lên. Âm vang như tiếng sấm rền, quyết tâm diệt hết nội xâm tham tàn. Lò đã nóng cùi tươi phải cháy, đốt gọc và nó hóa thành than. Chiến công in đậm sử vàng, công ơn của cụ vẻ vang muôn đời. Tình nhân đạo giờ cao đánh khẽ, tình đồng chí cụ để đường lui. Không đập một phát chết tươi, mà để cho chúng có thời nghĩ suy. Tôi đã có niềm tin vào Đảng kể từ sau Đại hội 13. Nước Việt đã có nhân tài, anh hùng hào kiệt diệt loài gian manh. Mục tiêu hướng dân giàu nước mạnh, sông tự do dân chủ văn minh. Dòng tiền nay đã chờ mình, vươn ra biển lớn dân tình hân hoan. Đảng 13 hoàn toàn đổi mới, hướng dân ta đi tới tương lai. Quyết tìm kiếm được nhân tài, phá lợi ích nhóm dù ai cũng làm. Lời hiệu triệu đập tán tham nhũng của cụ Tổng nay đã nghiệm thay. Lửa hồng cháy rực đêm ngày, củi tươi cũng cháy lò này nóng lên. Phải thiêu hết những tên hại nước, lấy lòng tin để được dân yêu. Cảm ơn cụ Tổng rất nhiều, chúc cụ mạnh khỏe lái chèo Đảng ta. Tổng Bí thư Phú Trọng, người khởi xướng đốt lò, củi nhỏ và củi to đều đốt vào lò hết. Phải làm thật quyết liệt, không để chúng trở tay. Binh pháp bác thật hay, bắt ngay thằng dầu khí. Tham nhũng hàng ngàn tỷ để làm mồi đốt lò, rồi mới cho củi to lò nóng rồi dễ cháy. Củi to lò ngay ngáy, ăn ngủ cũng chả yên. Nhiều thằng sợ phát điên, sắp nhảy lầu tự tử. Nhiều thằng như thú dữ, nay mềm nhũn như run. Cũng có thằng rất khôn, tử chức hỏng thoát tội. Chúng bay sao mà chối, có tội phải lôi ra. Trận này quyết không tha, tất cả làm củi hết. Đảng và dân đoàn kết, quyết diệt bọn tham quan. Lời cụ Tổng đã vang, ta sẵn sàng vào cuộc. Chết chưa phải đã hết, còn để nhục đời sau. Hãy sám hối mau mau, để đời sau bớt nhục. Sống có gành có khúc, đời có phúc có phần. Sống là người có nhân, đừng làm điều ngáng trái. Cây cho hoa cho trái, người đề đức cho con. Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn chờ chờ. Tham nhũng là giặc nội xâm, chúng ta cần phải quyết tâm diệt trừ. Bao nhiêu tiền bạc đầu tư công trình nhà máy hại hứ rất nhiều. Nhập toàn đồ dơm đồ điêu, đáng chỉ 1 tỷ khai nhiều gấp 3. Toàn là đồ rách thải ra, nhập về lừa bịp nói là mới toanh. Đến khi lắp ráp vận hành, hỡi ôi nó đã trở thành hỏng to. Quan tham nó vớ triệu đô, đất vàng biệt thự ô tô hơn người. Tiền bạc là của trời ơi, chúng ăn không sợ người đời mỉa mai.
chúng đâu có đức có tài, bằng cấp toàn dở, chúng khai nọ này. Nhưng vì chúng có quan thầy, hậu duệ tiền tệ, chúng bày mưu gian, ô dù che chở quan tham, chúng vờ chúng vét, chúng làm hại dân. Em thơ chẳng có áo quần, trường lớp rột nát, khổ thân học trò. Ăn thì bữa đói bữa no, ốm đau vào viện, cây lò nằm chung. Không tiền ý đức nổi khùng, đau chưa có thuốc, đứt từng miếng da. Vì ai đâu phải vì ta, vì bọn tham nhũng hóa ra thế này. Mong đảng phải diệt trừ ngay, không sợ ông nọ bà này người kia. Kẻ tham nhũng phải ra rìa, biến chúng thành những cái bia để đời. Toàn dân đã sẵn sàng rồi, quyết tâm tiêu diệt một loài mọt sâu. Tháng năm này con lại về thăm bác, báo cáo rằng bác đã có truyền nhân xuất hiện những khi đúng lúc dân cần, để lấy lại niềm tin dân với đảng. Mấy chục năm nay nước ta lung đoạn, các quan quyền bẻ phái để tham ô. Chúng leo cao đến tận chức chóp bu, ngồi trên cao bán phát quyền và lộc. Mà thật ra bọn chúng đâu có óc, chỉ lầm le chia chác bạc với tiền. Đất nước lâm nguy, nay xuất hiện người hiền, tiền xuất hiện như truyền nhân của bác. 77 tuổi với mái đầu trăng bạc, dáng nho sinh, đôi mắt sáng tựa sao, vầng trán cao, giọng ấm áp ngọt ngào, những lời nói sao chưa đầy uy lực. Giữa hội nghị người đã rơi nước mắt, vì có lúc bất lực với đám đông, bỏ phiếu kín kỷ luật ích chí đồng. Quá mấy lần không quá bán người đau, không bỏ cuộc người đợi đến lần sau. Bảy binh pháp quyết đật hòn đa tàng, gốc lật rồi lũ chuột chạy toan loạn, vượt biên giới sang tới tận trời Âu. Ở trên dưới lúc nhúc cả bầy sâu, gốc lật rồi chúng lấy đâu chỗ nấp. Nhân lúc này người xây lò rộng khắp, cùng toàn dân thiếu lũ chúng thành trò. Thời lập nước xưa kia có bác Hồ, dẫn dắt dân ta qua ngày hoạn nạn. Nay thời bình quan kết bè lung đoạn, Nguyễn Phú Trọng bác xuất hiện sáng niềm tin. Có một mái đầu bạc trắng vinh quang, có một con người vì nước vì dân, những nỗi lo cho đất nước thoát nghèo, những biển đông sông cồn, những tham nhũng nội xâm. Gánh sơn hà nặng chịu hai vai, tóc trên đầu ông dân bạc trắng mênh mông, giết nỗi dân tay tê từng khúc ruột, vì nhân dân ông trong sáng nêu gương. Cứ điềm tĩnh nhẹ nhàng ông kiên quyết tiến công, tóc trên đầu ông bạc trắng hiên ngang. Kia nhìn lên mái đầu tóc bạc của ông, như thấy hình phán xứ vàng, như bao lớp sóng thiên trùng khơi, như một vòng dương giữa bát ngát đất trời tổ quốc. Có một con người vì nước vì dân, có một con người trong sáng nêu gương, là ông một đời vì nhân dân, là ông người con của nước non với mái đầu bạc trắng. We'll be right back.
những nỗi lo cho đất nước thoát nghèo, những biển đông sông cồn, những tham nhũng nội sông. Gánh sơn hà nặng chịu hai vai, tóc trên đầu ông dần bạc trắng mênh mông. Giết nỗi dâm tay tê từng khúc ruột, vì nhân dân ông trong sáng nêu gương. Cứ điềm tĩnh nhẹ nhàng, ông kiên quyết tiến công, tóc trên đầu ông bạc trắng. Trong sáng nêu gương, là ông một đời vì nhân dân, là ông người con của nước non với mái đầu bạc trắng vinh quang, là ông một đời vì nhân dân, là ông nguyên phu trọng kính yêu với mái đầu bạc trắng.